tối qua đi. Mẹ Huệ ngủ quên à? À bé, mẹ Huệ ngủ quên là hay như thế nào? Mẹ mẹ bảo gì? Sao mẹ bảo gì nữa? Mẹ có dậy không? Con đi con sập vào đứng mẹ. Mẹ để mắng con, mẹ để mắng con. Mẹ nào mắng? Mẹ sao mắng? Mẹ mắng ai? Không con. Mẹ mắng ai? Mẹ nói thế nào mà bảo mắng? Bé nhầm rồi, không phải mẹ Huệ mắng. Thế là mẹ Huệ yêu. Bé đang làm gì đấy? Hả? Con đang làm gì đấy? Bác làm mít cho bà. Trời ơi, bà cảm ơn nhá. Có ăn được không? Quá nhỉ? Không ăn được. Không ăn đâu, cay lắm. Thế à? Bé làm mít để làm gì? Mít để ăn. Nhưng mà bé không ăn được à? Sao không ăn được? Thế bé hát một bài mẹ nghe thế nào? Hay đọc bài thơ đi vậy? 10 quả trứng tròn quên nhỉ? Hay là thỏ bông bị ốm? Lâu bé không đọc bài quên à? Bé đọc cái thỏ bông bị ốm mẹ xem nào. Rồi đọc đâu mà mỏi mồm. Đọc đi mẹ xem. Có gì mà mỏi mồm? Mẹ đọc đi. Hát đi học về. Em vào nhà. Cha em đọc bài thơ bông bị ốm đi, không mỏi mồm đâu, hay lắm. Hay đọc cuộc sống á? Hả? Hay đọc bài thơ đàn gà con, đàn gà con đi. Lâu lắm rồi bé không đọc thơ, mẹ thèm nghe quá. Mẹ thèm bé nghe, nghe bé đọc bài thơ của bé đọc cho mẹ nghe. Hay mà. Mẹ giới thiệu nhé. Sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu bé Hương Giang đọc bài thơ. Bài gì? Không biết. Sao lại không biết thỏ bông bị ốm? Hay đàn gà con? Hay là cháu yêu bà nhá? Hài bà. Hay là đi học về? Hay cái gánh gồng gồng? Hay là làm sao? Con uống nước. Uống nước á? Giời ơi, đọc thư chả đọc uống nước.